giờ mình sẽ cho anh em coi Noel ở Sài Gòn như thế nào nha anh em. Ấy, giờ người ta đang đi chơi ấy. Nhà thờ anh em. Ấy. Đây là ông già Noel bay trên không nha mọi người. Yeah. Merry Christmas. Đi chơi Noel nè, đi chơi Noel kìa, đi ra ngoài chơi kìa. Đây. Ủa, tiếng người ta nó dính xí cô lại. Hả? Nó dính xí cô lại. Qua nhóc nè, mình sẽ quay cho anh em coi đoạn trời ơi, đi qua nhóc luôn anh em. Cái này là đêm Noel này mình phải mình không được đi chơi mọi người ấy. Mình sẽ hát bài tặng cho mọi người là trời sắp mưa luôn rồi.
đêm Noel ta hãy cầu cho mưa và mưa to lên chút nữa mình sẽ nói là mưa mọi người. Bây giờ Sài Gòn đang nó rất hột cam cam mọi người. Ok, thì chút nữa mình sẽ xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Anh em thấy video mình hay thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh ở dưới ủng hộ kênh mình nha mọi người. Ok mọi người, còn chưa đâu mọi người, mình chỉnh video mình đăng lên xong mình sẽ đi nhà thờ, mình sẽ quay cho anh em coi. Giờ chào sớm mọi người, mình đoán không sai là cho coi mưa ấy, chừng nào mưa mình sẽ quay cho anh em coi đó nha anh em. Ok anh em nha.